Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đến với một khu phố rất đẹp nha. Một khu phố đồng bộ 80 căn nằm trên trục đường Nguyễn Oanh. Và hẻm trước nhà của chúng ta là con hẻm 6m hẻm nhựa này. Hai xe hơi tránh nhau thoải mái và dễ dàng luôn, và khu này là khu nhà lầu rất đẹp nha. Đây là căn nhà hôm nay mình muốn gửi đến mọi người chúng ta này, một căn nhà có diện tích ngang 4, độ dài là 15m. 4m2, độ dài 15m và được đun cố 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu. Một căn nhà thiết kế theo phong cách hiện đại rất đẹp và cao cấp. Chúng ta để ý mặt tiền này. Thiết kế theo phong cách kiến trúc biệt thự mini phố năm 2019 nha mọi người. Rồi mình di chuyển vào phía bên trong căn nhà này luôn. Thì phía trước này chúng ta có lớp cửa sắt phía ngoài. Bên trong chúng ta có khoảng sân đậu xe máy. Và di chuyển trong đây nữa thì chúng ta sẽ có một lớp cửa chính của căn nhà mình, lớp cửa nhôm xin pha. Và ở đây chúng ta có ốp đá hoa cương hình ánh sao rất đẹp và sang trọng. Và bước vào trong đây chúng ta sẽ để ý thấy này, một căn nhà chúng ta trang trí theo một cái kiến trúc hoàn toàn mới, kết hợp giữa tông màu trắng và tông màu đen, tạo lên một cái căn nhà vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Và căn nhà này thì có hướng là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà chúng ta có diện tích ngang 4m2, độ dài 15m và được đúc có 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu. Với công năng sử dụng là gara, xe hơi, sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà chúng ta đang được nhà đất Hùng chào bán với giá là rất là ưu đãi luôn nha mọi người. 6 tỷ 768 triệu đồng, khoản thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Và đây là một căn nhà trang trí và bố trí nội thất vô cùng hiện đại nha. Chúng ta để ý thấy này, trên tường này chúng ta trang trí rất đẹp và hài hòa với một tông màu rất là khác lạ so với những căn nhà khác nha. Căn nhà thiết kế bố trí rất là hoàn hảo và đẹp mắt. Ngang 4, độ dài 15m. Thì khu vực này này chúng ta có một cái khu vực khoảng 6m chúng ta đậu xe hơi này. Đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha mọi người. Rồi di chuyển vào trong đây này. Chúng ta di chuyển vào phía bên trong căn nhà mình này. Thì chúng ta để ý thấy cầu thang được thiết kế rất là hiện đại với một kiểu cách hoàn toàn khác với những căn nhà mình đã gửi đến mọi người trước đây. Căn nhà thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Ngay đây chúng ta có một cái tủ rượu này. Thì chúng ta có tủ rượu nha. Tủ rượu được làm bằng màu trắng. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình này. Trong đây chúng ta có phòng bếp. Phòng bếp chúng ta cũng được làm bằng màu trắng luôn. Đây chúng ta có tủ này và khu vực để tủ lạnh, tủ kệ bếp của chúng ta này. Phía này thì chúng ta được ốp kính tạo cho căn nhà mình thêm phần sang trọng và đẳng cấp. Phía sau thì chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời và phòng vệ sinh phía sau. Ở đây chúng ta có khoảng giếng trời nha mọi người. Căn nhà thiết kế kiến trúc rất đẹp. Đây là giếng trời căn nhà mình này. Và ngay đây chúng ta có một phòng vệ sinh phía sau. Thì căn nhà này nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 6 nha mọi người. Cách mặt tiền đường Nguyễn Oanh khoảng chừng 100m thôi. Và phòng vệ sinh phía sau chúng ta này có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm massage nước và bồn cầu, lavabo. Và mình sẽ quay từ phía sau ra phía ngoài này. Căn nhà thiết kế rất là hiện đại nha mọi người. Kiến trúc rất là lạ. Và đang được chào bán với giá chỉ có 6 tỷ 768 triệu đồng thôi. Thì quý anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Anh Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi mình di chuyển lên trên lầu nha. Cầu thang chúng ta sử dụng là tay vịn được làm bằng chất liệu đồ gỗ cam xe, sơn màu đen, mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly. Trên này là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà mình nè. Thì tầng lửng chúng ta được làm kính cách âm để chúng ta có thể gắn máy lạnh. Và đây là tầng lửng. Tầng lửng chúng ta được trang trí rất hài hòa. Phía sau thì chúng ta có khoảng giếng trời phía sau. Đây là tầng lửng nha mọi người. Phòng tiếp khách của căn nhà mình. Hai bên tường thì chúng ta được ốp đá lên cao khoảng chừng 1m. Đây là tầng lửng. Thì căn nhà này chúng ta di chuyển qua khu vực sân bay thì khoảng chừng 10 phút và đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 20 phút nha mọi người. Hẻm trước nhà con hẻm 6m hẻm nhựa, hai xe hơi tránh nhau được luôn. Và giá bán đang rất là mềm mại và rẻ.
chỉ có 6.768.000.000 thôi. Khu nhà này là khu đồng bộ 50 căn. Mình đã di chuyển lên khu vực tham quan khu vực phòng ngủ căn nhà mình. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ nha. Đây là phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ số 1 nha mọi người. Trang trí rất đẹp, theo kiến trúc rất là hiện đại. Tất cả phòng ngủ chúng ta đều được đi ống máy lạnh sẵn và có phòng vệ sinh trong cũng như là giếng trời phía sau. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo, bồn tắm đứng, vòi tắm massage nước, vòi tắm hoa sen, bồn tắm đứng. Phòng ngủ số 1. Ta tham quan khu vực phòng ngủ số 2. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 nha mọi người. Phòng ngủ phía trước. Phía trước này chúng ta có ban công này, cửa sổ ra ban công, màn hình cửa ra chủ gắn sẵn rồi. Và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Đây là phòng vệ sinh nha mọi người. Quá đẹp nha. Mình sẽ tham quan lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Ngang 4, độ dài 4m2, độ dài 15m. Và được đúc cố 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu. Với công năng sử dụng là gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Khu vực độ xe máy, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và đang được nhà đất Hùng chào bán với một khu nhà đồng bộ 6.768.000.000 đồng. Thì với một căn nhà kiến trúc kiểu mới năm 2019 như thế này, thì quý anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Phòng ngủ số 4 này, giá bán này thì chúng ta còn được thương lượng mạnh với anh chủ nhà nha mọi người. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Trên này thì chúng ta sẽ có khu vực phòng giặt này. Đây là phòng giặt căn nhà mình. Và đây thì chúng ta sẽ có khu vực sân thượng sau. Có cầu thang leo lên trên lầu luôn và được rào chắn rất là kỹ rồi. Ngoài này thì chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía trước và phòng thờ. Đây chúng ta có phòng thờ này. Đây là phòng thờ và ngoài này chúng ta có khu vực sân thượng phía trước. Rồi giá bán là 6.668.000.000 đồng nha mọi người. Rồi nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.